Trên 100 học sinh trường tiểu học A, thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long đồng loạt có các triệu chứng như tiêu chảy, đau bụng và nôn ói sau bữa ăn trưa tại trường. Nhiều trường hợp bị nặng phải chuyển lên bệnh viện cấp cứu. Vụ việc nghiêm trọng vừa xảy ra vào chiều ngày 10 tháng 2 và hiện vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Ngay sau khi phát hiện, các em được nhanh chóng đưa đi cấp cứu, truyền dịch tại Bệnh viện Đa khoa huyện Long Hồ. Theo thông tin ban đầu từ ban giám hiệu nhà trường, các em học sinh này được nhà trường tổ chức ăn bán trú tại trường vào khoảng 10 giờ 40 phút cùng ngày, với khẩu phần ăn là canh súp củ su, thịt bằm và cơm dương châu do cơ sở cung cấp suất ăn Vĩnh Sương, địa chỉ 47/1, Lý Thường Kiệt, phường 1, thành phố Vĩnh Long cung cấp. Đây là cơ sở cung cấp suất ăn trưa cho trường từ hơn 2 năm nay và đây là trường hợp ngộ độc đầu tiên. Được biết mỗi ngày cơ sở Vĩnh Sương cung cấp cho các trường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long khoảng 1.500 suất ăn trưa. Thông tin từ cơ quan chức năng, cùng thời điểm này cũng có nhiều học sinh tại hai trường khác dùng thức ăn của cơ sở này bị nôn ói. Đến hơn 16 giờ chiều qua, vẫn còn hơn 34 em học sinh có dấu hiệu nặng được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long cấp cứu và nhiều em khác nhập viện trong tình trạng nôn ói, tiêu chảy. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an kết hợp với ngành chức năng địa phương điều tra làm rõ.